Tiếp đến là chúng ta sẽ xem lăng kiến trưởng thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hôm nay sẽ múa tại cung thiếu nhi xã Xuân Bình. Bây giờ lăng kiến trưởng đang bắt đầu lên đầu lăng và chuẩn bị sẽ múa. Wow. Lăng kiến trưởng đang có sự củng cố lại. Wow. 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 Để lần cho nó vô mua. We'll be right back.
Các bác cô chú anh chị các bạn đằng xa chúng ta chỉ đón xem những chương trình múa lân tiếp theo.